Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đam Rông phối hợp với Công an huyện Đam Rông tổ chức thực hiện mô hình công dân gương mẫu giáo dân tốt. Sau 2 năm thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhận buổi sáng yên bình ở một vùng công giáo ở huyện Đam Rông, đó là một trong những kết quả đáng khích lệ của những hoạt động thiết thực từ mô hình công dân gương mẫu giáo dân tốt do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đam Rông phối hợp với Công an huyện Đam Rông thực hiện trong 2 năm vừa qua. Ngoài việc tuân thủ các chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, người dân nơi đây còn tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm bằng nhiều việc làm thiết thực. Từ đó, các vụ việc liên quan đến vi phạm an ninh giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được giải quyết kịp thời, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Đồng thời, việc giáo dục quản lý con em, chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội và quản lý giúp đỡ người làm đổi, tái hòa nhập cộng đồng cũng được cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể xã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Chúng tôi là với vai trò cơ quan chuyên môn thì cung cấp những thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện Đam Rông cũng như là trên địa bàn xã Đạ Tông nói riêng, và từ đó để giúp nhắc nhở quần chúng nhân dân là cảnh giác với các thủ đoạn tội phạm, cũng như là thông qua các buổi sinh hoạt thì chúng tôi cũng nắm bắt được tình hình an ninh trật tự tại thôn La Cao 2 để đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự như xử lý các đối tượng thanh niên nẹt bô, lạng lách, đánh võng, tình hình thanh niên tụ tập ăn nhậu khuya. Thì thông qua mô hình này thì quần chúng nhân dân đã cảnh giác. Ví dụ như là quần chúng đã thấy là khoảng 3 thanh niên tụ tập đêm khuya khoảng 10-11 giờ mà không biết làm gì, thì trước đây quần chúng cũng không báo. Tuy nhiên là khi mà được tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại hoặc tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản thì quần chúng nhân dân cũng đã cảnh giác và kịp thời cung cấp nguồn tin để công an xác minh và bắt xử lý các đối tượng. Những buổi sinh hoạt của mô hình công dân gương mẫu giáo dân tốt đã không còn xa lạ với giáo dân nơi đây, khi nhân dân tham gia thảo luận, bàn các biện pháp, giải pháp thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cùng hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, hạnh phúc. Bên cạnh đó, trong các ngày lễ trọng đại, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm luôn thường xuyên lồng ghép nội dung về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và bài giảng. Từ đó, nâng cao nhận thức tinh thần cảnh giác cho người dân ngày một tốt hơn. Đến nay, tội phạm được kiềm chế, những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội của con em ở vùng quê này đã có chiều hướng giảm so với trước đây. Ý thức tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tố giác tội phạm của giáo dân được nâng lên. Chúng tôi có nâng cao nhận thức đầy đủ, thì do đó thì có thể là có xảy ra chỗ này chỗ nọ, họ không chấp hành đúng cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhưng mà cái thành phần mà gọi là chống đối như ngày xưa thì không có. Cái tư tưởng mà nghe cái kẻ xấu thì không có. Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, trong suốt quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy xã Đạ Tông, huyện Đam Rông đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng mô hình công dân gương mẫu giáo dân tốt. Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng nhiều kế hoạch triển khai theo đúng tình hình thực tiễn, ban hành các tiêu chí về xây dựng mô hình để phấn đấu thực hiện, như 100% gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các hội gia đình chung tay ký kết quy ước, hương ước làng xã. Để mà nâng cao hơn nữa cái vai trò tuyên truyền, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết trong đồng bào người có đạo, thì xã Đạ Tông đã ban hành một cái nghị quyết chuyên đề. Đó là cái nghị quyết công dân gương mẫu giáo dân tốt. Sau khi ban hành cái nghị quyết này thì chúng tôi đã giao cho chi bộ công an tổ chức thực hiện cái nghị quyết này. Hàng tháng, hàng quý thì lực lượng công an sẽ giao ban với những chức sắc tôn giáo tại những cái thôn, và thông qua đây thì lực lượng công an cũng truyền tải được những cái nội dung, và các chức sắc tôn giáo cũng đã truyền tải những cái nội dung để hai bên phối hợp mà thực hiện. Thì có thể nói là gần 2 năm thực hiện cái nghị quyết này thì tình hình an ninh chính trị, an toàn trật tự trên địa phương rất là ổn định. Đồng bào giáo dân thì luôn chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và đối với lực lượng an ninh, lực lượng công an thì cũng đã gần gũi, có một cái mối quan hệ rất gần gũi với bà con giáo dân trên địa bàn xã. Thực tế cho thấy, thông qua mô hình này, bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Để phong trào này tiếp tục phát huy hiệu quả bền vững trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể đã có kế hoạch tập trung đổi mới tư duy tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền phong trào kết hợp với công tác phổ biến và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, tạo tiền đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế.